chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Một đại tá tình báo tổng cục 2 đào tẩu sang tòa đại sứ Anh ở Campuchia xin tị nạn chính trị. Bộ Quốc phòng Việt Nam lên kế hoạch ám sát viên sĩ quan này. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin chấn động như sau một đại tá hiện đang phục vụ cho cơ quan tình báo quân đội tổng cục 2 đã đào thoát sang Campuchia, hiện cư trú tại đại sứ quán Anh nhưng lại tìm cách xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Viên sĩ quan tình báo này đã cung cấp nhiều thông tin mật cho tòa đại sứ Anh và cho chính quyền Campuchia, khiến giới lãnh đạo Việt Nam đang như ngồi trên đống lửa. Kế hoạch ám sát mang mật danh kẻ đào tẩu được cơ quan tình báo quân đội Việt Nam vạch ra nhằm tiêu diệt viên sĩ quan phản bội này. Và sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ hãng thông tấn Gester của Anh mới đây cho hay, một sĩ quan tình báo của Việt Nam, sau khi đã tìm cách đưa vợ con mình ra nước ngoài từ 3 tháng trước, viên đại tá tình báo này đã đào tẩu sang Campuchia và vì một sự cố nào đó ông ta không thể vào được tòa đại sứ Mỹ nên ông này đã tìm cách đến tòa đại sứ Anh ở Campuchia để xin tị nạn chính trị. Tuy nhiên ông ta vẫn khăng khăng nhờ phía Anh giúp đỡ để được định cư ở Hoa Kỳ. Tại đây, viên đại tá tình báo tổng cục 2 của quân đội Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin mật quan trọng trong chính quyền Việt Nam cũng như cho chính quyền Campuchia danh tính các sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia. Cùng cách họ ta trợ và tiến hành các hoạt động tại Lào. Mỹ và Anh. Viên sĩ quan này cũng thừa nhận đã tham gia vào các hoạt động xâm nhập và gây gối ở cả các quốc gia trên, bao gồm vụ bắt cóc một trong năm người bán sách ở Campuchia, đưa họ về Việt Nam thẩm vấn vì nghi ngờ bán tài liệu chống phá. Trong các cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Reuters của Anh, ông ta còn tiết lộ chi tiết cách Việt Nam kiểm soát các công ty để tài trợ cho hoạt động tình báo, bao gồm giám sát và lập hồ sơ của những người bất đồng chính kiến cùng các tổ chức truyền thông. Viên đại tá trên hiện đang được Tòa Đại sứ Quán Anh tại Campuchia cho cư trú và đã yêu cầu được tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Ông ta nói, nếu tôi bị bắt trở lại, tôi có thể sẽ bị xử tử. Viên sĩ quan tên Nguyễn Trọng Phú đã thừa nhận với bộ phận gián điệp của tòa đại sứ Anh rằng cá nhân tôi nhiều lần tham gia vào một loạt các hoạt động gián điệp ở nước ngoài. Ông Phú được cho là đã dùng danh tính và hộ chiếu giả Hàn Quốc để vào Campuchia nhằm can thiệp cuộc bầu cử ở đây và cũng như can thiệp các thăm dò ý kiến của người dân về lãnh đạo tại Mỹ và Anh. Tại Campuchia, Lào, Mỹ và Anh, ông này tuyên bố đã chiêu mộ sinh viên Việt Nam để thâm nhập vào các trường đại học của các nước này tôi xây dựng lòng yêu nước trong họ, hướng họ đến tình yêu đất nước, yêu đảng và các lãnh đạo cũng như chiến đấu mạnh mẽ chống lại những tổ chức đấu tranh đòi dân chủ và các quốc gia ủng hộ tự do cho Việt Nam. Ông Phú cho biết thêm rằng nhóm của ông đã tìm được và công khai toàn bộ thông tin cá nhân của người chống Việt Nam cũng như cha mẹ và thành viên trong gia đình của họ. Ông nói thêm, đã gặp một quan chức tình báo cấp cao mà ông cho rằng đang thực hiện các hoạt động gián điệp ở Campuchia thông qua một công ty thuộc lĩnh vực năng lượng. Thời điểm đó, ông ta nói với tôi rằng đang sống ở Phnom Penh. Tôi biết vị trí của ông ta là rất quan trọng, ông Phú tiết lộ. Thông tin viên sĩ quan này đưa ra không cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động gián điệp của Việt Nam tại Campuchia, nhưng có khả năng làm trầm trọng thêm những cáo buộc gián điệp và can thiệp của Việt Nam tại đất nước chùa tháp này. Mỹ hồi đầu năm đã cảnh báo mối đe dọa can thiệp nước ngoài đạt ở mức chưa từng có và số lượng gián điệp nước ngoài ở Campuchia của Việt Nam hiện nay còn cao hơn mấy thập niên về trước. Được biết, chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về thông tin trên. Trong một diễn biến liên quan, dẫn nguồn từ nhiều cựu quan chức dấu tên khẳng định dưới sự chỉ đạo của tướng Phan Văn Giang. Tin báo Tổng cục 2, Quân đội đã lên kế hoạch ám sát viên sĩ quan tình báo đào tẩu này. Cũng theo các nguồn tin trên, tình báo tổng cục 2 được cho là đã tìm nhiều cách thực hiện một màn trình diễn để bắt đại tá Nguyễn Trọng Phú từ đại sứ quán Anh ở Campuchia đưa ông ta đến một nước thứ ba rồi mang về Việt Nam nhằm tránh sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Phía Việt Nam đã thảo luận với Anh về việc không phản kháng hoặc làm ngơ nếu có một nhóm đặc vụ lọt vào trong và ra tay. Tuy nhiên phía anh trả lời, không được, quý vị không được làm như vậy trên lãnh thổ của chúng tôi, điều đó sẽ không xảy ra, một trong các nguồn tin kể lại. Sau đó, các kế hoạch của phía quân đội Việt Nam còn trở nên tinh vi hơn nữa khi cơ quan này cố tình tiết lộ việc lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có ý định giải thoát ông Phú khỏi Campuchia. Lúc này, cơ quan tình báo Tổng cục 2 bắt đầu tìm cách ngăn chặn, ví dụ như đâm vào xe ngoại giao cho ông Phú. Bắn thủng lớp chiếc máy bay có ông Phú bên trong hoặc đấu súng với các đặc vụ của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa trên đường phố Phnom Penh, Campuchia. Các nguồn tin này còn khẳng định tình báo tổng cục 2 thậm chí còn có kế hoạch mang mật danh kẻ đào tẩu nhằm ám sát ông Phú ngay lập tức chỉ để ngăn ông ta thoát khỏi sự truy bắt của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, một số quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam cực lực phản đối việc bắt ông Phú theo cách này một quan chức tình báo đánh giá đó là âm mưu lố bịch. Diễn biến tiếp theo của những sự kiện đang gây xôn xao dư luận này như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan, cựu trung tá công an dùng súng đỏ giả đi lừa. Cựu trung tá Vũ Quang Dương, phó đồn công an khu công nghiệp v -Ship, công an thành phố Từ Sơn bị bắt với cáo buộc dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo Ngày 29 tháng 3, ông Dương bị công an tỉnh Bắc Ninh tước quân tịch. Cùng ngày, Dương bị công an thành phố Từ Sơn khởi tố, tạm giam, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ông Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi tính chấp ở nhiều nơi để chiếm đoạt tài sản của hàng chục người. Số tiền cựu công an này chiếm đoạt chưa được công bố. Trong một diễn biến tiếp theo, Giả đội phó cảnh sát hình sự lừa tiền bệnh nhân ung thư. Vũ Văn Định, 42 tuổi, tự nhận là đội phó cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì để lừa tiền của người nhà bệnh nhân ung thư hứa lo cho mộ sớm. Ngày 1 tháng 11, Định, quê Hải Dương, đang bị Công an huyện Thanh Trì tạm giữ hình sự để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Định có một tiền án về tội đánh bạc và sống lang thang sau khi ra tù. Anh ta từng chăm sóc người nhà điều trị tại bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều nên biết một số bác sĩ và nắm bắt được nhu cầu muốn được mổ sớm của bệnh nhân. Định sau đó đi khắp bệnh viện tiếp cận với người nhà bệnh nhân và tự giới thiệu tên là Tuấn, đội phó cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Trì. Định nói, có thể tác động để cho bệnh nhân mổ sớm và được quan tâm, chăm sóc kỹ hơn trong thời gian nằm bệnh viện, để tạo thêm niềm tin anh ta khoe có nhiều mối quan hệ và đưa số điện thoại của một số bác sĩ bệnh viện lưu trong máy cho con mồi xem. Giữa tháng 10, định hứa giúp can thiệp cho một bệnh nhân đang điều trị u hạ họng được mẫu sớm, chi phí 4 triệu đồng. Sáng ngày 27 tháng 10, nghi phạm đang nhận tiền tại bệnh viện ca thì bị bắt. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để tìm các nạn nhân khác bị định lừa đảo. Nhà chức trách đề nghị ai là bị hại liên hệ với điều tra viên công an huyện Thanh Trì. Trong một diễn biến liên quan, 18 cán bộ thuế thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố liên quan sai phạm của Thủ Đức House. 18 lãnh đạo, cán bộ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thoát 331 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 18 lãnh đạo, cán bộ của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong số này có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó, Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng phòng kê khai kế toán thuế, Cao Văn Tị, nguyên trưởng phòng thanh tra kiểm tra thuế số 5, Nguyễn Xuân Thắng, nguyên trưởng phòng kiểm tra nội bộ, Đào Thị Nga, cán bộ chi cục thuế quận nhất, Nguyễn Phương Nam, cán bộ chi cục thuế quận 3. Ngô Huỳnh Lũy, cán bộ chi cục thuế quận 5. 47 bị can còn lại bị truy tố về chính tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, chủ mưu vụ án là Trịnh Tiến Dũng, xong đã bỏ trốn. Từ năm 2016 đến năm 2020, Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài với mục đích lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%. Nhóm của Dũng sau đó thông qua công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, mua bán lòng vòng hàng hóa để xuất hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa hồ sơ đầu vào. Thủ Đức House đã lập ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng tương đương 365 tỷ đồng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thủ Đức House với tổng số tiền hơn 430 tỷ. Cục sau đó ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House hơn 365 tỷ. Bà Hạnh với cương vị là phó cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức House. Với 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thủ Đức House có dấu hiệu hoàn thuế trước kiểm tra sau, bà Hạnh đã được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro. Theo cáo buộc, bà Hạnh không chỉ đạo cán bộ xác minh bỏ qua dấu hiệu rủi ro, bà ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thủ Đức House. Viện Kiểm sát cho rằng, ngoài bà Hạnh, các cán bộ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký duyệt đề xuất hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế, thanh tra sau hoàn thuế, nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ. Việc này gây thất thoát 331 tỷ đồng. Ngoài sai phạm về hoàn thuế, ba cán bộ chi cục thuế quận nhất quận 3, quận 5 thuộc cục thuế thành phố Hồ Chí Minh còn nhận hối lộ của doanh nghiệp với số tiền 0,2 đến 0,3% trên tổng doanh số xuất hóa đơn. Sau khi nhận tiền, nhóm này không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh và thậm chí còn báo trước việc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đi nơi khác. Cùng vụ án, 7 cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, khu vực 1, song không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Từ đó họ không phát hiện được 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ, khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế. Thời lượng còn lại cuốn trình thời sự là bản tin quốc tế. Cả nước Đức tê liệt vì biến cố nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm. Chuyện gì đang diễn ra ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu? Cuộc đình công kéo dài 24 giờ tại Đức. CNN đưa tin, các cuộc đình công trên toàn nước Đức, một trong những cuộc đình công tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, gây ra sự gián đoạn lớn tại các sân bay, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại cảng lớn nhất của đất nước này vào hôm 27 tháng 3 giờ địa phương. Cuộc đình công kéo dài 24 giờ vào ngày 27 tháng 3 do công đoàn VD, công đoàn đường sắt và vận tải EVG kêu gọi. Trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng cao làm giảm mức sống của người dân ở Đức, lời kêu gọi đình công tập thể hiếm hoi ở Đức đánh dấu sự leo thang của tranh chấp tiền lương ngày càng gay gắt. Công đoàn VD đại diện cho khoảng 2,5 triệu lao động ở khu vực công, trong khi EVG đại diện cho 230.000 lao động tại các công ty vận hành đường sắt và tại các công ty xe buýt. Công đoàn VD đã yêu cầu tăng lương 10,5% và EVG đang tìm kiếm mức tăng 12% cho các thành viên của mình với lý do chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao. Các chuyến bay tại 8 sân bay lớn bao gồm cả những sân bay ở Munich, Frankfurt và Hamburg đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công Hiệp hội sân bay Đức cho biết cuộc đình công vượt quá mọi biện pháp có thể tưởng tượng. Ước tính rằng khoảng gần 400.000 du khách không thể cất cánh vào hôm 27 tháng 3. Các dịch vụ đường sắt cũng đã tạm dừng hoạt động trên khắp nước Đức vào hôm 27 tháng 3. Theo công ty đường sắt Đức, Deutsche Bahn, cuộc đình công lớn đã làm tê liệt đất nước. Việc đình công với quy mô lớn này khiến hàng triệu hành khách đang phụ thuộc vào các phương tiện công cộng như xe bus, tàu hỏa bị ảnh hưởng. Hamburg, cảng lớn nhất của Đức cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh đình công với các tàu lớn không thể cập cảng hoặc rời cảng. Gánh nặng về chi phí sinh hoạt, một số người khác ở Đức cũng đã chỉ trích các cuộc đình công. Kagin Wege, người phát ngôn của VKA, một nhóm đại diện cho các nhà tuyển dụng trong khu vực công, gọi cuộc đình công là sự leo thang vô cớ. Về ghi nói, hiếm khi tôi thấy người dân của một quốc gia bị ảnh hưởng theo cách như vậy. CNN đưa tin, tuy nhiên, nhìn chung, người Đức ủng hộ rộng rãi các cuộc đình công. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Yogo, một công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh, khoảng 55% số người được hỏi cho rằng các cuộc đình công là nên hoặc hoàn toàn hợp lý khoảng 38% cho biết hành động công nghiệp là không nên hoặc hoàn toàn không hợp lý. 8% người được khảo sát không trả lời câu hỏi. Giống như nhiều quốc gia khác, Đức đang phải vật lộn với lạm phát cao sau sự kiện ở Ukraine, khiến chi phí lương thực và năng lượng tăng vọt. Với lạm phát lên tới 8,7% trong tháng 2, các nhà tuyển dụng đã cáo buộc các công đoàn đại diện cho người lao động góp phần gây ra vấn đề thông qua yêu cầu tăng lương. Các công đoàn phản đối điều này và nói rằng các thành viên của họ đã phải chịu gánh nặng về chi phí sinh hoạt tăng cao. Những công nhân đình công mặc áo khoác dày, thở còi và huyết sáo, dương biểu ngữ và vẫy cờ trong các cuộc biểu tình. Verdi cho biết đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Đức kể từ năm 1992. Ảnh hưởng hạn chế Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho biết ảnh hưởng từ cuộc đình công đối với nền kinh tế Đức sẽ hạn chế. George Kammer, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Kammer, nói với Gauster, cuộc đình công lớn gây căng thẳng cho người dân và làm tổn hại danh tiếng của Đức với tư cách là một quốc gia dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác động kinh tế của cuộc đình công kéo dài một ngày bị hạn chế vì hầu hết tất cả các doanh nghiệp ngoại trừ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Klaus Weirabe, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO, cho biết các cảng bị phong tỏa, các chuyến bay bị hủy và các tuyến tàu trống có thể gây thiệt hại lên tới 181 triệu euro, tương đương 195 triệu USD. Các cuộc đình công tại nước Đức trong ngày 27 tháng 3 đã gây ra gián đoạn giao thông trên cả nước. Hamburg, cảng lớn nhất của Đức cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh đình công với các tàu lớn không thể tập cảng hoặc rời cảng.